bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến sự hiện diện của quý vị. Và tôi một lời trân trọng là chúng ta đã vượt qua tất cả những khó khăn để hướng về tương lai, để cho các cháu có một bữa tiệc thực sự của buổi tối ngày hôm nay. Và chúc các quý vị sức khỏe, chúc các cháu có một bữa tiệc, một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc. Và chúc các cháu chăm ngoan, học giỏi. Xin thành cảm ơn.